Ngồi xuống anh Duy, không có đụng vô cái kia. Anh Duy lùi ra coi, anh Duy lùi ra. Bật đi. Tự giác đi, nằm xuống. Bác bạn hét liền, bác Phúc hét liền. Hét, nằm xuống. Yên hít chưa? Thiên hít chưa? Rồi tiếp tục lên. Ngồi xuống Khánh Ly. Ngồi xuống, đập cụp đôi chân đàng hoàng, nhanh lên. Ngồi xuống đi Ngọc. Bật đi Sáng. Lộc Phúc, bật đi. Bảo Long, bật đi. Bật lên. Nằm xuống. Ai thua? Phúc đúng không? Nằm xuống, chống đại nhanh lên, nằm xuống. Phải hư nhan rồi sáng. Phải lái cho mình luôn chứ, phải lái luôn. Tiếp tục, ngồi xuống nhanh lên. Ngồi bật đi. Quỳnh Hương không chịu bật nha. Quỳnh Hương chống lại đi. Nằm xuống đi. Nhanh lên. Rồi quê, tiếp tục. Nhanh lên, để xuống. Ngồi xuống đàng hoàng, Quỳnh Hương làm gì vậy? Ngồi xuống bật đi. Nhanh lên. Bật đi Hiếu. Không cho được đi. Lùi ghế. Ngồi xuống. Tao bình thẳng sao không mệt ta được. Ngồi xuống nhanh lên. Nhanh lên. Ngồi Duy, bật lên. Bật. Tăng người lên. Tập cơ đùi mà sao không ngồi cho được. Nhanh lên. Nhảy lên. Quá chậm, nằm xuống, quá chậm. Bình nằm xuống, Bình. Sao thôi, nằm xuống. Ê, Hưng cái của thầy. Hưng cái của thầy sao? Anh giật tâm
100 thôi, còn khoảng dùng. Rồi, phát dứa ăn nằm xuống đi. Tiếp tục. Hả? Quê cho hai đứa quê chứ. Rồi, tiếp tục đi. Lượt cuối nè, lượt cuối nè. Lượt cuối này, lượt cuối này, bật lên. Bật đi. Thôi cái này phải không? Rồi nha, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Bật lên, bật lên. Bật lên, lùi nha. Lùi nha. Ê. Lùi ra Huỳnh Hương, lùi ra Huỳnh Hương, lùi ra, thật lên, thật lên, thật lên, lùi ra, lùi ra, lùi ra. Bầm bầm xuống đây. Bùi an tâm nằm xuống, Bùi an tâm nằm xuống. À, Phúc nằm xuống đây, chống tay xuống. Hiếu nằm xuống. Rồi rồi ok. Con thấy. Rồi được rồi. Xếp mấy cái đây rồi lại cho thầy. Mà năm Phương Trinh. Dạ cũng không mạnh lắm. Hả? Nãy hiến đất bao nhiêu lần? Nãy Phương Trinh hiến đất bao nhiêu lần? Dạ ba cái. Là ba cái là một lần hả? Dạ. Ai quay lại phỏng vấn này. Chào chào chào. Mời ông Tiến. À, em đi rửa tay. Để xếp lại thầy, xếp lại thầy. Mời ông Bùi An Tâm. Hả? Hít đất bao nhiêu lần Bùi An Tâm? 6 lần. 6 lần luôn. Con bị thua lắm. Con bị thua lắm. Con bị thua lắm. 3 lần. Chào ai Hút. Hả? Chào ai? Sao? Chúng tôi thắng được được được. Chơi vui mà, sao đâu mà. Thôi. Nhưng nếu mà đã thua lần đó sao? Thôi 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 thôi. Thôi thôi mình chơi cho vui thôi, cho vui. Không sao, không sao, không sao. Thôi thôi thôi. Chơi chị vui thôi thầy. Thôi thôi, nín nín. Nãy giờ con với bạn Lì không ai. Thôi, không có nói em nữa. Mình lên tập đi. Tập trung đi, không có nói em nữa. Xong rồi chạy lại luôn nha, chạy lại luôn. Cột đai vô coi. Xếp hàng ngay ngắn lại nè. Thôi xếp hàng ngay ngắn lại, xếp hàng ngay ngắn lại. Xếp hàng ngay ngắn lại. Hiến đất 3 lần hả Phương Trinh? Con là tên, con họ tên là gì? Chị Phương Trinh. Vô vô, xếp hàng, thả lỏng nè. Mỏi không? Mỏi không thôi? Dạ. Mỏi không? Mỏi. Ông con khóc nha. Chơi vui vui thôi. Trời ơi, con mỏi hết cả đùi rồi. Mỏi á. Phát hiện đắp bao nhiêu lần? Hai lần nè. Hai lần hả? À? Có hai lần rồi nè. Hai hay ba lần gì đó, con quên hết rồi. Biết à. Tôi với các anh rồi. Nhưng mà chụp con mỏi. Rồi, mấy bạn thả lỏng tại chỗ đi. Thả lỏng tại chỗ đi. Con sợ quá thầy. Thả lỏng cho cái chân mình nó khỏi mỏi. Mình thử hiến đất mấy lần mình thử? Ba lần. Ba lần là 9 cái hả? Hiến cũng nhiều rồi chứ. Viên hiến đất mấy lần? Ba luôn thầy. Ba lần là 9 cái luôn hả? Con 2 lần rồi. 6 lần. 6 cái thầy. Phát bao nhiêu cái? 6 cái. Là 2 lần, 6 cái đúng không? Dạ 3 lần. Kiều Anh 3 lần. Thầy My cũng 3 lần. Em 3 lần. Em 4 lần. Rồi, Nghĩa 4 lần. Thôi thầy lỏng ra đi. Con hiến đất là 4-5 lần. Bạn là 4 5 lần luôn hả? Là 3 lần 4 là 12, 12 cái luôn hả? Thủy hiến đất mấy lần Thủy? Dạ 3 lần. Đây nha. 3 lần. Sẽ hiến đất mấy lần? 9 3 lần 9 cái ai cũng 3 lần hết. 4 lần rồi. Vinh 4 lần luôn hả? Vinh mới đâu dạy nè, tập ra ra mồ hôi hết đâu nha. Vinh mới vừa đâu dạy. Đúng không Vinh? Bữa giờ sốt hả? Dạ rồi. Bữa giờ sốt. Tối nay dạy. Hiến đất bao nhiêu lần? Hiến đất nhiều lần? Ba lần là 9 cái ha. Đúng không? Rồi thôi mình tập trung xếp hàng vô đi. Xếp hàng vô nhanh lên. Mệt không? Dạ mệt. Mỏi cái chân rồi. Mỏi đúng không? Thả lỏng ra nha. Lộc hít đất bao nhiêu lần Lộc? 3 lần. 3 lần là mấy cái? 9 cái đúng không? Anh vàng nó không nhớ gì. 3 nhân 3 bằng 9. Việc hiến đất mấy lần Việc?
Sao ai cũng 3 lần thôi vậy? Em con hít đất 5 lần. Ủa My không có lần nào hả? Con mình còn vậy là một mình My hít đất 6 lần hả? 6 lần là 18 cái luôn. Con hít 5 lần. 5 lần luôn đúng không? Chị May May 6 lần. Thôi được rồi. Thôi 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 xếp hàng vô. Thôi được rồi. Thôi tất cả lùi 3 bước bước. 1 thôi bye 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 mấy bạn này, bye bye chào tạm biệt này, lên gì đó. Về mở lên coi, cảm ơn cho nó nha.